Cô đang nói bóng nói gió là tôi có liên quan đến cái chết của con trai tôi nên không muốn tìm ra sự thật sao? Đúng thế, tại sao tôi phải làm thế? Làm như vậy thì tôi sẽ là loại người mẹ như thế nào chứ? Tôi đã sẵn sàng để trả thù bất cứ kẻ nào đã sát hại con trai tôi đấy. Cớ sao tôi lại không muốn tìm ra sự thật chứ? Bởi vì chính bà là người đã sát hại anh ấy. Cái gì? Chủ tịch đã sát hại bố của Ju In-ha ư? Không thể nào. Cô nghĩ rằng tôi đã sát hại con ruột của tôi, Min Sung sao? Bà muốn thằng cháu In-ha yêu quý của bà tiếp quản công ty. Bà chưa từng xem mạng sống của người khác ra gì bao giờ. Bà có chắc rằng không phải chính bà là người đã sát hại con trai ruột của bà không? Sao cô dám à? Chủ tịch, trưởng phòng cô, cậu hãy gọi cho bác sĩ Trần đi. Vâng. Khoan đã bác cả, cô vẫn chưa biến đi hả? Cô muốn tôi tát cô lần nữa không? Bà ơi, bà đang khỏe mạnh bình thường mà. Chuyện gì đã xảy ra với bà vậy? Muốn biết tại sao không? Chính phó tổng giám đốc Min đột nhiên xuất hiện và hành xử như thể bái là thần chết vậy. Mẹ của tôi hành xử như thần chết sao? Thôi đủ rồi, xê dâng. Bà không còn trẻ nữa. Tôi tưởng cậu không muốn liên quan gì đến bà nội nữa. Tôi sẽ ở lại đây. Cậu hãy đi khỏi đây giống như khi rời bỏ nhà bà nội đi. Nếu như mẹ theo đuổi ngành diễn viên lồng tiếng thì có lẽ mẹ đã hạnh phúc hơn rồi. Con tưởng mẹ hạnh phúc vì đã có con bên cạnh. Đúng vậy. Mẹ đã mất chồng rồi. Mẹ muốn mất luôn cả mẹ chồng à? Anh đang nói gì thế, anh In-ha? Sau khi gặp mẹ thì bà bị ngất. Giờ bà vẫn đang ở trong bệnh viện. Mẹ đã nói gì với bà thế? Mẹ đã hỏi bái xem bái có phải người đã gây ra vụ tai nạn không? Mẹ, con không biết bà của con dám làm những chuyện gì đâu. Có thể bái đã sát hại bố con đấy. Mẹ đang nói cái gì thế? Bà làm thế với con trai của bà làm gì chứ? Bái có thể làm vậy vì con đấy. Mẹ nói gì ạ? Mẹ cũng có thể chết đấy. Con biết chuyện đó đã khó khăn thế nào. Nếu không nhờ có con, thì mẹ đã mất mạng rồi. Con đừng quên điều đó, In-ha. Mẹ và Hye-su đã suýt bỏ mạng một lần rồi. Mẹ ơi, không đời nào bà nội lại làm vậy với bố được. Nếu không phải là bà nội của con, thì còn một người khác muốn bố của con bỏ mạng nữa. Sơ Du Kiêng, mẹ ruột của Hye-su, mẹ biết rằng con phải giải quyết những vấn đề của con với cô ta. Nhưng mẹ muốn tìm hiểu xem ai là kẻ đã gây nên chuyện đó. Và một khi mẹ tìm ra thì mẹ sẽ không tha cho kẻ ấy, cho dù đó là Ma Hiên Đức hay là Sơ Du Kiêng. Chúng ta không biết chắc được điều gì. Đúng thế. Và khi mẹ phát hiện ra thì mẹ về phe Hye-su. Con biết lúc này mẹ thấy thế nào phải không? Vậy là con đã mời Min Sơn Trân tới nhà của con sao? Con cần phải tiếp cận bái nếu con muốn chiêu mộ được Stella Trân. Cũng phải. Ji-ho là con của Ju Min Sung thì cũng có thể coi là con của bái. Đứng ở lập trường anh Ji-ho thì ngoài người mẹ sinh ra anh ấy thì bà Min Sơn Trân cũng được coi là mẹ. Bố nghe nói là con đang cạnh tranh với mẹ. Kế hoạch của bái thế nào? Đang là đối thủ cạnh tranh thì đời nào mẹ chia sẻ với con chứ? Bởi vì Min Sơn Trân là mẹ của Ju In-ha, cho nên mẹ sẽ liên hệ với Ju In-ha. Cách đó là dễ nhất. Bố ơi, bố đang nghĩ gì thế? Hả? Bố nhớ mẹ sao? Mẹ có lòng tự trọng,
nên mẹ không thể về nhà ngay được. Bố cứ cho mẹ vài ngày, rồi mẹ sẽ về nhà thôi mà. Sư dâng này, bố có câu hỏi này dành cho con. Mẹ của con đã nói rằng bà ấy tưởng rằng con là con gái của bà ấy. Vậy còn con thì sao? Lúc ấy con có biết sự thật không? Lúc đó con 12 tuổi. Tất cả những chuyện này con chỉ mới phát hiện ra thôi. Con phải đi đây. Bố nghỉ đi nhé. Anh nghe nói là em đang nỗ lực tuyển Stella Chung. Sejeong đã mời Min Sun Chung tới nhà của con bé. Em cũng nên mời cô ấy tới nhà mình gặp em đi. Nếu em có ý mời cô ấy tới nhà, thì báo cho anh biết, anh sẽ lên kế hoạch để lúc đó vắng nhà. Anh yêu em. Mời Min Sun Chung tới nhà sao? Mẹ sẽ gọi con bằng chức danh của con ở công ty. Tất nhiên rồi, chúng ta cần Stella Chung để buổi lễ ra mắt của công ty tại khu vực Đông Nam Á được thành công. Điều đó cũng sẽ giúp Phó Chủ tịch giữ được công việc của mình, phải không? Không phải là cô cũng cần cô Stella để chứng minh rằng cô đã không sao chép thiết kế của cô ấy và giữ được vị trí cũng như uy tín của cô sao? Tôi nghĩ đây là việc sống còn đấy. Bà muốn tôi làm gì nào? Cô biết Min Sơn Chung, quản lý của Stella Chung đúng không? Vâng. Cô ấy cũng là mẹ của anh Inha. Cô có thể mời cô ấy đến nhà tôi để chúng tôi nói chuyện được không? Vậy bà cần sự giúp đỡ của cô ấy để tiếp cận Stella Chung phải không? Đúng vậy. Tôi sẽ nhờ anh Inha sắp đặt để lên lịch hẹn. Cảm ơn cô. Không có gì. Tôi cũng tham gia cuộc cạnh tranh này mà. Vậy tạm biệt bà. Khoan đã. Dạo này gió lạnh lắm đấy. Đừng để bị cảm nhé. Tôi ổn. Cảm ơn vì bà đã quan tâm. Buồn cười thật. Sao cuối tuần mà nó lại đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà nhỉ? Mình phải đi đâu bây giờ? Cứ tưởng Sơ Du Kiêng là người phụ nữ duy nhất có thể khiến mình cảm thấy nhỏ bé chứ. Ôi, điện thoại của mình. Mình vội đi quá nên quên mất chiếc điện thoại. Chào mừng bác cả đến thăm nhà. Bác cả gì chứ? Xét về khía cạnh gia đình thì tôi và cậu, hồi còn là bạn của Inha, con từng gặp bác vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên con chào hỏi bác với tư cách là thành viên trong gia đình. Con là Jujiho. Jujiho sao? Đây là đứa con rơi do Ju Min Sung chồng tôi để lại sau khi chết sao? Thật là nực cười. Con có thể hiểu được rằng sự tồn tại của con làm mẹ khó chịu, nhưng mẹ hãy coi như có thêm một người con trai. Cái gì? Thêm một người con trai ư? Phát điên lên mất. Cậu trơ trẽn hơn tôi tưởng đấy. Thế nên mới có thể cướp cả bạn gái đã đính hôn của Inha để cưới làm vợ. Hãy thống nhất việc xưng hô trước đã. Từ giờ cậu hãy gọi tôi là mẹ đi. Vâng. Thưa mẹ. Vậy con cũng xin được gọi là mẹ ạ. Để xem con trai và con dâu tôi tiếp đãi tôi thế nào nhé.